căn nhà như vậy, dọn nãy giờ mệt ghê. Mà cũng may bà chủ cho mình mượn lại mấy cái ghế, cái giường, cái tủ này kia ha. Coi như trước mắt cũng ổn định chỗ ở rồi. Bước tiếp theo mình sẽ làm gì? Có ước mơ gì không? Tôi chỉ cần kiếm được một công việc làm ăn lương thiện đàng hoàng là được rồi. Với lại sống một cuộc sống bình an vui vẻ với hai người là ok rồi. Còn em á, thì ước mơ có người yêu thương em. Xong rồi tụi em cưới nhau, xong rồi em đẻ chảnh hai ba đứa con luôn. Dạ cô ơi, bây giờ muốn có được chồng á thì trước tiên phải có người yêu cái đã. Đúng rồi đó. Bớt mơ ước cao xa giùm cái đi. Mà nè Hằng, ước mơ của bà là gì vậy? Ước mơ của tôi á là tôi muốn mở một trung tâm giới thiệu việc làm để giúp đỡ cho những người từng lầm lỡ giống như tụi mình, để ai cũng có cơ hội làm lại cuộc đời hết. Tôi cũng thấy thích ước mơ của bà đó. Nhưng mà bà thấy rồi đó, tụi mình đi kiếm phòng trọ mấy bữa nay á, mà lỡ tôi nói chữ tù một cái á là ai cũng đuổi mình ra. Bây giờ định kiến khó thay đổi lắm. Thì đã nói là định kiến á thì không thể nào thay đổi ngày một ngày hai được. Rồi bây giờ nếu mà đói quá thì đi ra kiếm cái gì đó ăn đi ha. Còn tôi thì tôi phải ra thăm mộ một người đã. Bà đi ra mộ thăm ai vậy? Đó là mộ của Nhi, nạn nhân bị tôi tông xe 3 năm trước. Trời ơi, chị làm em nổi hết da gà nè. Mà sao chị gan quá vậy? Là chị đã cướp mất mạng sống của cổ. Bây giờ thăm mộ cổ là chuyện duy nhất mà chị có thể làm để thể hiện sự ân hận. Mà chị còn muốn là tìm tới tận nơi gặp người nhà của cổ để xin lỗi cho đàng hoàng tử tế nữa kìa. Khi sương tan là nắng sớm mai, sáng soi che khuất bóng đêm dài, một nụ hồng rực lên sắc hương lạnh.